Hi, welcome back to my channel. Start gonna go. Chun Quest Pro. Let's go.
오케이 봐 어떻게 드셔? 소바 미세 사운드가 되죠. 그란 이슈.
Okay, vado che ti ciao, let go. Wow, những chàng to, tiêu diệt luôn. Có kim cương. Oh my god. Mình phải tiêu diệt những anh chàng to như thế thì các bạn mới lên cấp nó mới nhanh được. Còn nếu không thì sẽ rất là lâu luôn. Oh my god. Phát được nào. Anh chàng này to quá, đâm ra nó rất khó luôn. Mình sẽ tiêu diệt anh chàng này. Ui, anh ta né mình. Wow. Let's go. Oh my gosh. Không kịp. Những anh chàng này cũng có vẻ khá nhanh. Nếu các bạn đi ở sau lưng thì có thể các bạn sẽ thành công được. Bởi vì khi nhỏ thì các bạn có thể chạy rất là nhanh. Mình sẽ giữ anh chàng này. Chờ anh ta chém một người nữa là mình sẽ tiêu diệt anh ta luôn. Đây rồi. Oh, oh my god. Tí thì thành công. Ok. Và tôi cần tiếp theo. Let's go. Let's go. Bạn sẽ đi xung quanh để tìm kiếm những chiếc chìa khóa, sau đó thì các bạn sẽ hoàn thành tựa này. Ok, bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Randy and Intermedian. Joey, I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see.
This lift could use a few dry cells. Let's see what you're hiding down there, old friend. Who put it here? Oh my god. Oh my god. Joey, what were you doing? Okay. Looks like they knocked out a wall or two after I left. Guess it took a few people to replace me. Okay, that's all of them. Phải đúng đường này không? Ok. Wow. Thank you.
will definitely come in handy. Let's go. Chắc nó bị bắt rồi. Oh my god. Đấy thôi, thì lúc đó các bạn sẽ tiếp tục thoát ra ngoài. Nhưng mà hiện tại thì mình đang bị chấn thương. Mà ông ta đang gần đây. Không biết ông ta phát hiện ra không. Nấp trong này nào. Rất nhiều người bị bắt rồi. Okay, to get the chill. Let go. Oh my god! Lại là, được không?
Oh my god. Okay. Okay. Rồi, và tôi kênh tiếp theo. Oh my god, rồi luôn xuống dưới đây rồi.